đẩy liền vang này anh chị, X33 Pro nè. Con này là thích hợp luôn, là đi vào loa thôi là anh chị đã có thể sử dụng được rồi. Ở đây là một dàn karaoke thông minh, có thích hợp văn số nha. Đây, hiện tại đây là em đang kết nối với lại là một cặp loa 4 tấc. Và con này nó có thể sử dụng cho là mỗi cặp là một cặp 3 tấc đôi anh chị, vẫn có thể là đánh được ha. Đây thì hôm nay em sẽ cho anh chị coi thử là những cái chế độ tính năng ở trên cái con đẩy liền vang này. Con này thích hợp phân số nha, cho nên là anh chị coi nè. Đó, nó đầu tiên là nó có 3 cái nút vặn vô cực tổng của effect, mic và music. À, nó còn có một cái cổng để cho mình có thể là cắm vào máy vi tính nữa. Đây, cổng này nè, cổng boss này nè, cắm vào máy vi tính để mình có thể là cài phần mềm mình set được nữa được luôn. À, thì tùy chỉnh là ngay ở trên đây luôn. À, nó chia ra những đường này, VOD, DVD, Optical, BT này, MP3 này, là có là các cổng kết nối như vậy, 5 cổng kết nối để cho anh chị tha hồ thoải mái ha. Rồi, khi mà anh chị sử dụng con này, tùy chỉnh ở dưới đây, nó có những cái đường EQ laser này anh chị, đó, nó chia ra của music nè, music nè, mic nè, Eco A nè, Eco B nè, đó là từ bên đây qua là của mic và của vang, bên đây là của nhạc. Rồi anh chị chuyên sâu từng decibel được luôn. Anh chị bấm nút set ở đây cho em. Set nè. Đầu tiên bấm vào nút set thì ở trong đây là nó sẽ hiển thị ra những cái dòng chữ là của tổng, như là music max volume nè. Đó, music max volume nè, mic max volume nè, effect max volume nè. Đó, ở đây là mình thấy được là tổng là bao nhiêu, của mỗi cái là 80, anh chị có thể tùy chỉnh được 80, 79, 78 gì đó. Rồi, anh chị muốn tùy chỉnh qua của effect đi thì mình bấm vào cái chữ effect này nè. Đó, bấm vào cái chữ effect đây. Đó, echo nè, ra nè anh chị, reverb time nè. Đó, muốn chỉnh vang thì mình nhìn qua đây. Nhìn qua đây cho em. Đó, nó có từng cái luôn ha. Đây. Đó, mình vặn nè. Em vặn cái rep nè. Vặn cái rep nè. Đó, vặn cái rep là bắt đầu là nó anh chị chỉnh chuyên sâu được là về 7, về 5, về 6 gì đó. Đó. Thường thường ở trên đây á, nếu như mà anh chị lấy hàng là bên em sẽ set sẵn rồi đó, phù hợp với tất cả các giọng luôn. Rồi các bác về muốn tùy chỉnh chuyên sâu hơn thì là tùy các bác về phần nhạc nữa. Phần nhạc nữa đây. Nhạc EQ laser nè anh chị, bass chung chép nè. Nó có từng cái luôn, 134 nè, 400, 1K, 2.5K nè. Đó là những con số ở đây anh chị nhìn là anh chị vặn ha. Bóng qua đây nè. Rồi 1K em vặn thử nè. Đây 1K nó sẽ qua 1K. Rồi từng decibel luôn. Decibel thì anh chị có thể nhìn ở trên đây. Đó. Mấy cái này là cái bass chung chép anh chị. Bass chung chép nha. Rồi. Tùy chỉnh vặn ở đây. Bass chung chép ưng bass mạnh hay là chép mạnh gì đó anh tùy anh chị. Rồi. Nó còn nút vặn là vô cực luôn. Nút vặn vô cực luôn. Đây. Khi mà chỉnh xong thì anh chị chỉ cần là vặn ba cái núm này thôi. Nhạc to, nhạc nhỏ, vang sâu, vang nhẹ, mic to, mic nhỏ thì bên đây. Đó, rất là đơn giản anh chị ha. Một cục này thôi. Cách kết nối rất là dễ dàng. Đằng sau thì chỉ cần là hai cái cổng này thôi. Cổng speedtone nè, cổng dây. Nếu như mà anh chị lấy hàng thì bên em có đi kèm cổng dây cho mình luôn. Mỗi dây là 10m, kết nối ra loa thoải mái ha. Đó, một đầu vô loa, một đầu vô đẩy liền vang là được. Đó, cổng mic thì ở đằng sau. Mic 1, mic 2 nè. Đó, mic 1, mic 2 chị, anh chị có thể cắm mic dây hoặc là mic auto hoặc là mic không dây đa năng như thế này cũng được. Rồi, đó. Mà con này nó có vang số thì nó vang cỡ này nè anh chị. Em cho anh chị nghe thử tiếng vang này. Lên 6 1 2 3 4 5 6. Đó, cứ vang sâu vang mạnh thì mình có vặn ở đây effect. Lên 6. Đó, vặn vang ít lại thì mình vặn lại. Lên 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó, rất là dễ dàng anh chị ạ. Đây. Và đây là cái mẫu là đẩy liền vang nè, X33 Pro. Đây, phù hợp cho nhà ai có một cặp loa 3 tấc đôi, 4 tấc đơn như thế này. Đó, đều phù hợp để sử dụng hết nha. Đó, còn bác nào mà chưa có loa gì nữa thì cứ để lại comment cho em luôn nha. Cảm ơn mấy chị.